Nhân Đức hồi à, đó có nghe Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày tán à, tháng Thầy Lý Bỉnh Nam. À, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng là Thầy Lý Bỉnh Nam à, ngày là cư sĩ mà Thầy Hòa Thượng Tịnh Không à, chỉ ở một nơi thôi, khuyên người niệm Phật và duy trì gây dựng tính nguyện. À, một nơi ngày ở đó là hơn 30 năm. Và thường không thì nói rằng là Thầy Lý Bình Nam Độ người giảng sanh đông lắm Giống như Ngày nào cũng khuyên người niệm Phật Và động viên họ chỉ tính nguyện niệm Phật thôi Hơn 30 năm Như một ngày Sự thành tựu người giảng sanh Rất là đông Chúng ta bây giờ có được nhân viên Mà những đức thấy cũng rất thù thắng Thờ tu gì thôi mà hơn 800 người tu cái đạo tràng số 1 chúng ta hơn 600 ở đạo tràng kia khoảng 200 người à, 800 người tu đây là một nhân viên rất thù thắng trong khi giờ này là người ta rất bận biểu à, quý vị, vị có thời gian được lên tu quá tuyệt vời nên đây là cái việc mà người thân trong gia đình mình cũng hộ trì mình tuyệt vời quá mình cũng có được thời gian mình niệm phật thì tu một chút vậy thôi nhưng mà lễ phật một thờ 40 phút đó thôi mà mà nó thoải mái lắm quý vị Nghĩa là tu không có ngán cái cách này là cái cách quá đặc biệt luôn mình chỉ cần lễ phật một chút là hết thờ không có dài giống như mình đưa lên tờ khóa là một ngày tu năm lần sáng thì 4 giờ 30 mươi buổi trưa thì 9 giờ buổi chiều thì hai giờ mười buổi tối thì sáu giờ ba mươi à, buổi à, tu xong rồi khoảng cả tám giờ chúng ta tu thêm thờ nữa mà ba thờ kia thì à, lễ phật bốn mươi phút còn hai thờ kia thì địa chung và lễ phật như tối đêm nay mươi à, à, 29 chúng ta sẽ tu 12 hai giờ khuya ai vào tu được thấy công việc mình sắp xếp, xếp ổn định sáng mai vẫn làm việc ổn định thì mình cứ vô mình tu nhưng mà những đứa thấy 12 hai giờ khuya tu rất là khỏe rất là tỉnh táo thì mới thấy được là cái công đức niệm phật này đặc biệt quá nếu như những đức lương cái thời khóa mà nó dài quá thì chắc chắn là là chỉ có sáng chiều những thời kia nó không có thu hút được người ta tu tập nhưng mà tuy là thờ ít nhưng mà ai cũng dành chút thời gian lễ phật một chút 40 phút xong giống như mình tu mót cái cứ mót lại ra gì mà quá đặc biệt Nghĩa là cái thời khóa tu này là thật sự quý vị không thể nào ngán được Còn nếu ai mà ngán thì thôi khỏi tu luôn Tại vì nó quá ít mà còn ngán gì nữa Giờ ngán là khỏi khỏi tu luôn đừng nít tu cũng được Thật sự luôn Nhưng mà quý vị thí nghiệm thử nha Quý vị cứ niệm Phật lễ Phật Quý vị tu tập với đại chúng gì nha Cái đại chúng này là mọi người mỗi nơi khắp nơi nơi đó Nhưng mà nó tập trung về một cái đạo tràng Mà đông gì là không đơn giản đâu Đây gọi là duyên rất dày mới, mới gọi là chúng ta tập trung về một chỗ gì được nó rồi cùng tu tập trung gì mà khi quý vị ở trong cái đại chúng này mà tu nha tuy lễ phật 40 phút đó gì. mà thù thắng lắm và thượng diệu liên này nói câu rằng nè. một ngày bạn có kiếm được nhiều tiền nhưng không thể nào bằng ở trong đạo tràng bạn niệm phật năm mươi phút không đơn giản đâu vì mà niệm phật rồi một thời gian vì sẽ thấy lạ thay từ gia đình người thân mình từ từ tự nhiên nó điều chỉnh từ cái tâm mình này từ cái tâm mình nhất là người chồng hoặc người vợ trong nhà mà có một người có tu tập đi cái tâm nó dịu cái tâm nó bình an rồi nghe nó sẽ quá giải cái tâm những con người khó chịu bực bội trong gia đình mình hay gì đó thí dụ như hai người cùng đụng nó đụng hoài một người đụng một người không đụng thì tự nhiên người kia hết đụng mình luôn tại vì sao gì họ cứ kiếm chuyện mình hoài mà mình đâu có kiếm chuyện với họ đâu giết thì sao kiếm chuyện được từ từ rồi nó hết kiếm chuyện à Giống như người ta nói mình này kia này nọ Mình lo mình niệm Phật Hòa, niệm giết rồi Ta nghĩ nói luôn Tại vì nó vô hiệu hóa nó không có còn Cái cảm giác gì để nói nữa chứ quý vị à, Mà lời đâu nói Học Pháp có thể nói hoài được nghe Nhưng mà chửi rủa hoặc nói người Nói thời gian hết nói Không có còn lời lẽ gì để nói nữa. ừ. Lời lẽ nào để nói nữa Nên bản thân mình đến với cuộc đời này Gọi là nhân sinh thù nghiệp mà Nên chúng ta đi đến đây là do cái nghiệp duyên Chiêu duy cảm mình đến đây nên mỗi một con người mình tu học rồi mình hiểu và mình tin nhân quả rồi bản thân quý vị sẽ rất đặc biệt nên cứ lo niệm phật đi nói lúc trước những đức ở chùa cũng khuyên vì niệm phật bây giờ những đức bước, bước ra ngoài đời những đức cam khuyến vì niệm phật có nguyên khoảng thời gian chúng ta có có được chia sẻ Phật pháp đâu bây giờ chúng ta lại được ngồi nói chuyện với nhau làm gì khi tu tập chung là quá tuyệt vời rồi bây giờ mình là cư sĩ cùng cộng tác với nhau cả đời để cùng niệm phật đi dù là mình không gặp mặt nhau trực tiếp nhưng mà chúng ta cùng chia chi, chi, chia, sẻ tư tưởng để mà mình tu tập là quá hay rồi nó bây giờ mình nghe mỗi ngày gì người mình tự nhiên cũng tin tấn nữa tới giờ tự nhiên mình vô mình tu hai giờ mười mình sắp xếp làm sao mình vô mình tu cứ hai giờ mười mình vô mình tu sáng mình sắp xếp, xếp được cái chín giờ mình vô mình tu nấu ăn này kia lo lo lắng gì gia đình này kia xong vô tu bốn chục phút Đúng không nó có nghĩa là mình vô mình tu được là mình vô mình tu nhiều đức thấy rằng lễ phật bốn chục phút nó khỏe quá trời khỏe luôn thật sự càng lễ càng khỏe ấy, quý vị cái thời gian lúc trước như đức ở chùa như đức lo công việc đó nó thật sự đi tới đi lui dưới chân cũng nhất quý vị chân cẳng nhất với mập quý vị bảy mươi mấy ký nó cũng mập á người như đức thì không có cao nó nghĩa là không có cao nghĩa là lùn quý vị thì lùn mét sáu mấy sáu ba sáu bốn sáu năm gì đó mà nặng một một bảy mươi ký thì cũng nặng chứ với cái mỏi chân quý vị mà gì mà lễ phật hết nha à, khoảng thời gian này không có giải quyết vấn đề gì hết chứ nè lo niệm phật lễ phật không quý vị thấy rõ ràng ngày nhà đức tu bốn thời năm thời quý vị rõ ràng luôn mà đó là xác thực luôn đó lễ phật chứ nó khỏe vậy chân cẳng đồ cơ thể nó hết nhất hay công nhận luôn á nên từ nơi đó quý vị cứ sắp xếp, xếp thời gian vô lễ phật bốn năm phút còn sáng tối thì mình vô mình tu được ổn định đây nó mình cứ vô mình tu mình phát động cái chương trình tu chinh rung gì nè nó không có tập trung một chỗ nào đông quá nhưng mà mình lại cùng cộng tu những đức nói nhà vì mà đầu tư được mua cái tivi nhỏ nhỏ vừa vừa thôi để ngay trước mặt mình cái hình những đức ở trên nhỏ nhỏ thôi ở dưới ba bốn hàng người ta phật tử tu tự nhiên cái lực giống như quý vị trong nhà quý vị có một cái đại chúng tu vậy đó nó tu rất là có lực ở đây cũng gì như đức để tivi trước mặt nè ở trên cái hình như đức một chút rồi ở dưới ba bốn hàng cái người giơ tay một chút cái nó chạy, người này một chút nó chạy, người này chạy 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 chạy. Nó mà nó tu nó có lực, mình tu mình không có bỏ đâu quý vị. Mình thấy giống như người ta đang tu với mình sao mà mình bỏ được. Ồ cái này hay lắm quý vị ơi. Nhân đức nó thật sự. Trong gia đình mình mà tu gì nó âm siêu dương lợi Giết rồi trong gia đình nó điều hòa, điều chỉnh tốt đẹp hết trơn. Thật sự mà nói cái gì từ từ cũng điều chỉnh hết trơn. Cái công đức niệm Phật là câu vật hiệu là duyên thuốc giải. Vì cứ yên tâm đi Chân thật mà niệm Phật đi Cả đời này mình cứ cùng niệm Phật đi quý vị Thấy vậy tới bây giờ Bốn mấy tuổi rồi bây giờ lây quay một cái vèo Tới già chát bây giờ Chứ đừng nói chuyện dấn chất Những đứa bây giờ bốn ba tuổi lây quay Nó già chát bây giờ Già mà không biết đi về đâu à. Nên bây giờ mình gầy dựng Mình cố gắng mình niệm Phật Nhớ nắm chắc câu Phật thì đừng có bỏ nghe không nó đi tu tập mà xong nói chuyện chút gì đó nhưng mà nó làm cho tâm mình nó hừng hực với việc coi cái cảm giác của tu xong nó bị ra bị vui dữ lắm luôn tại vì sao vì cuộc đời mình có việc thì mình cứ lo nhưng mà xong xong việc của cuộc đời lại mình có phương hướng đi về thế giới cực lạc còn nếu không thì cả đời mình cứ lam lũ trong cái cuộc sống vật chất rồi cuối cùng mình không biết đi về đâu thật sự còn bây giờ giống như mỗi ngày mình mình thư thế cái tâm mình chứ có Phật hiệu ngồi đâu nằm đâu đi đâu cứ ai di đào phật ai di đào phật vậy đó nghe mà nó làm cho thăng tâm mình nó nhẹ nhàng dữ lắm thật sự không có buồn quý vị ơi à, chuyện buồn gì nó cũng gói gọn rất là mau nên những đức nói tại sao có nhiều người người ta buồn này dặn cái trách nọ là do gì họ không có niệm phật thật sự nếu ai niệm phật sẽ cảm nhận được liền tin có phật hiệu thì sẽ cảm nhận được liền mà khi niệm phật rồi công việc cái bị làm nó sẽ tiện lợi dữ lắm vì chính cái tâm vị mà tiện là chấp nhận thua người ta không, ngay vậy đó chấp nhận thiệt thòi con người không phiền con người bị phiền não nhiều là ngay cái chỗ này nữa vì không bao giờ chịu thiệt thòi không bao giờ chịu thua ai nên nó đúng nó thiệt thòi nhưng không có thiệt thòi đâu một trăm luôn thiệt thòi nhưng không bao giờ thiệt thòi giết của con người nó dễ tính nó quan hỷ nó tha thứ nó không có giận hờn ai để trong tâm một trăm quý vị nếu như quý vị mà chịu niệm phật sẽ hay dữ lắm luôn nên những đứa hồi sáng nói câu nói rằng là mấy ông chồng đi làm kiếm tiền hay mấy bà vợ đi làm kiếm tiền mà hộ trì cho vị ở nhà tu quý vị là bồ quý vị là bồ tát chứ không phải chuyện giỡn đâu mấy ông là bồ tát của nó lộ mấy ông hộ trì cho mình mấy ông là bồ tát không mấy ông là bồ tát đó thấy không về ông đi làm về mà ông la gầy một chút nha ai với Đà phật thôi bồ tát có tôi ơi bồ tát bồ tát đó là bồ tát cứ, 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 cứ là ông nhờ ông mà tôi được tu ông hộ trì cho tôi ông là bồ tát thật sự trong lòng tôi Nói ông là bồ tát số một hiểu, không? <laughs> hiểu chưa quý vị giết rồi tự nhiên ông thấy đưa ông lên cao á phát ừ, đi làm chết vô cho mình nhà mình tú Nó mình cứ nói ông là số 1 trong lòng tôi Nó nhờ có ông mà tôi tu tập được nhờ có ông mà tôi vui hiểu không mà mình vui giết mình sáng sủa giết ông đi làm gì ông nhìn thấy mình cái ông cũng vui theo còn thật sự mà nói với vị mà Ông đi làm mà mình ở nhà mà mình không tu đi Giết cái mặt nó bù xù Mặt nó bù xù chứ ông về ông gặp một bội ác đạn đấy Đi làm mệt rồi về nó diễn mặt mày có thấy bù xù đúng ghê không? Mà mình mà có tu là mặt mình nó tươi rối nghe quý vị à, Mình cười 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 quay vậy đó Quý vị mà niệm Phật thấy cái giết mặt cười 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 suốt chứ, đó Thấy cười cười, cười 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 vui vui Mà nó vui giết rồi nó cũng dễ thương nó trẻ ra à, cái 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 công của ổng mà đi làm ổng hộ trì cho mình là xứng đáng còn kiểu mà ông đi làm suốt cực Nhưng mà mình ở nhà mình không tu Mình ăn xong mình ngủ Mình đi sớm trên sớm dưới nhiều chuyện Giết cái mặt nó bù xù chứ về mà ông la mình cái Mình la lại hai bên quýnh lộn Bích 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 <laughs> Chứ không đơn giản đâu nghe Nên từ nơi đó ông là Bồ Tát thật sự của mình Ông giúp mình nè Ông hộ gì mình Ông đi làm ở ngoài Ông lao ngoài ông kiếm tiền Còn mình bây giờ mình được ở nhà Mình tu Mình phải tu cho đàng hoàng Tu sao mà gặp ông cái ô Bồ Tát Bồ Tát mới về Bồ Tát Nghe không nên từ nơi đó ông thấy ông đưa ông lên cao quá đã là bồ tát thì sao sáng si mình kêu ông là bồ tát là cái ý ông kêu ông đừng có sáng si á nó là bồ tát thì sao sáng si được nó mình cứ tán tháng người ta tán tháng ông chồng hay tán tháng bà vợ mà hộ trì cho mình để mình tu tập được tán tháng ông đi tự nhiên cái tâm bị an lạc dữ lắm nó nên, nên tu tập xong như đức chia sẻ một chút gì mong mọi người tới giờ tu vô tu nghiêm túc thời gian đúng để mình cùng tu tập khi bỏ báo tăng này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc nha chúc quý vị an lạc nha ai di đào vợ ai di đào vợ ai di đào vợ chúc quý vị luôn luôn vui vẻ với ai di đào vợ ai di đào vợ ai di đào vợ